Hà Nội, cô gái 22 tuổi bị sát hại bằng hung khí nóng không qua khỏi. Theo thông tin của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đang điều tra, truy bắt đối tượng trong vụ sát hại cô gái trẻ sinh năm 2002 xảy ra ở quận Long Biên. Nạn nhân tên là TQH, sinh năm 2002, ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 7. Thời điểm đó, nạn nhân đi sinh nhật cùng bạn trai, nhưng do xích mích, các đối tượng đã dình lúc Hát cùng bạn trai đi ra thì dùng hung khí tấn công. Hậu quả khiến nạn nhân Hát không qua khỏi. Nhiều người dân ở phố Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đau xót khi hay tin cô gái TQH, 22 tuổi, bị tấn công bằng vũ khí nóng. Được biết, TQH cùng mẹ và anh trai sinh sống rất chan hòa ở khu phố Hàng Mã nên được hàng xóm yêu quý. Bình thường, Hát rất ngoan ngoãn, lễ phép và hiếm khi thấy cô gái đi chơi về muộn. Theo thông tin, tối hôm xảy ra vụ việc, TQH xin đi dự sinh nhật bạn cùng người yêu. Trước khi đi, cô gái đã xin phép mẹ về muộn. Hơn 5 giờ sáng ngày 3 tháng 7, bà TTQ, mẹ nạn nhân, nhận được tin con gái gặp nạn. Ban đầu, mọi người chỉ nói với bà, TQH bị tai nạn. Tới viện, bà TTQ thấy chân tay con tím tái và được mọi người cho biết TQH đã không qua khỏi. Trước sự việc đau lòng ập đến bất ngờ, bà TTQ mong cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng tấn công sát hại TQH làm rõ vụ việc. Lộ nguyên nhân hai nhóm thiếu niên hỗn chiến náo loạn đường phố thủ đô. Ngày 5 tháng 7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng tại phường Văn Chương hôm ngày 9 tháng 6. Theo thông tin ban đầu, DGH, sinh năm 2007, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa và PVBS, sinh năm 2006, ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, đã có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội. Tối ngày 9 tháng 6, phát hiện nhóm của H đang ngồi uống nước. S cùng bạn là HA tiến tới gây sự. Lúc này, S đi vào quán bánh mì gần đó, lấy con dao chạy về phía nhóm của H, chém 3 phát nhưng không trúng ai. Thấy vậy, nhóm của H lao vào giằng dao của S thì bị thương tích ở tay. Sau khi tước được hung khí trên tay S, cả nhóm 11 đối tượng của bạn H đã lao vào đánh HA và S. Trong số đó, LTL, sinh năm 2005, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, đã dùng chính con dao tước từ tay S để chém S. Các đối tượng tiếp tục hò hét, đuổi đánh nhau trên đường, gây mất an ninh trật tự. Vụ việc khiến 4 đối tượng bị thương tích nhẹ. Vĩnh Phúc, xưởng sản xuất bao bì chìm trong biển lửa. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 7. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng bao bì ở phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Thông tin ban đầu, không có công nhân làm việc tại nhà xưởng khi có hỏa hoạn xảy ra. Hiện đám cháy đã cơ bản được khống chế và chưa ghi nhận thiệt hại về người. Cầm cố, không xuất trình thẻ căn cước bị phạt bao nhiêu tiền? Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo lần 3 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 144 năm 2021, Nghị định Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để lấy ý kiến đóng góp. Một trong những đề xuất đáng chú ý là việc bổ sung xử phạt đối với các hành vi về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước cho phù hợp với luật căn cước năm 2023, các hành vi vi phạm về cấp, quản lý định danh và xác thực điện tử. Tại điều 10 của dự thảo, Bộ Công an đề xuất phạt đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi như không xuất trình thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền, không nộp lại các loại thẻ này cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án. Mức phạt tăng thành tối đa 2 triệu đồng nếu có hành vi chiếm đoạt, sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung của thẻ. Đáng chú ý, các hành vi như thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước, mua, bán, thuê, cho thuê thẻ, mượn, cho mượn thẻ để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật sẽ chịu mức phạt lên đến 6 triệu đồng. Dự thảo cũng đề xuất bỏ quy định xử phạt đối với các hành vi liên quan đến việc xuất trình và sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho phù hợp với quy định tại luật cư trú và các nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc xuất trình các giấy tờ liên quan đến cư trú.
liên quan đến cư trú, điều 22 của dự thảo mới đề xuất mức phạt 2-4 triệu đồng với người nào cố ý không cung cấp không đầy đủ, sai sự thật hoặc giả mạo thông tin, giấy tờ, tài liệu liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú hay cơ sở dữ liệu căn cước. Mức phạt tăng từ 4-6 triệu đồng đối với một trong những hành vi như làm sai lệch sổ sách, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, dữ liệu và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia, khai thác, sử dụng dữ liệu mà không được sự đồng ý của cơ quan nhà nước và các chủ thể dữ liệu. Bên cạnh đó, hành vi cố ý làm lộ bí mật thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu căn cước hay hệ thống định danh và xác thực điện tử bị đề xuất mức phạt lên đến 20 triệu đồng. Ở mức nghiêm trọng hơn, người có các hành vi truy cập trái phép, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, chia sẻ, mua bán, trao đổi, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu có thể bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng. Người vi phạm cần làm gì khi bị tước bằng lái trên VinEID? Theo thông tư số 28 năm 2024 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông triển khai việc kiểm tra giấy tờ liên quan của người tham gia giao thông và xử lý tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng VinEID. Một cán bộ cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, quy trình kiểm tra và xử lý tạm giữ giấy tờ đối với người vi phạm trên VinEID như sau. Bước 1. Khi tài xế vi phạm luật xuất trình giấy tờ đã tích hợp vào ứng dụng tài khoản định danh, cảnh sát giao thông kiểm tra, đối chiếu các dữ liệu để trùng khớp thông tin. Bước 2. Lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm và ra quyết định tạm giữ giấy tờ theo quy định đối với các lỗi bị tước giấy tờ trên môi trường điện tử, không tạm giữ giấy phép lái xe bản gốc. Bước 3. Sau khi cảnh sát giao thông lập biên bản, thông tin về việc tạm giữ giấy tờ sẽ được cập nhật lên tài khoản VinEID của người vi phạm. Lúc đó, ứng dụng sẽ hiển thị rõ khoảng thời gian bao lâu, đơn vị nào đang tạm giữ giấy tờ. Bước 4. Người vi phạm tiến hành giải quyết thủ tục nộp phạt vi phạm hành chính qua cổng dịch vụ công hoặc nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Bước 5. Khi người vi phạm xuất trình kết quả nộp phạt hành chính sau thời gian tạm giữ giấy tờ theo quy định, cảnh sát giao thông sẽ cập nhật kết quả giải quyết để ứng dụng VinEID hủy bỏ nội dung hiển thị về việc tạm giữ giấy tờ. Cũng theo thông tư số 28 năm 2024 của Bộ Công an, các loại giấy tờ có thể tích hợp gồm giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng, giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm. Đáng chú ý, trong thời gian giấy tờ liên quan đến người lái và phương tiện bị tước trên VinEID, tài xế đó nếu tiếp tục vi phạm mà sử dụng giấy tờ vật lý thì sẽ không có tác dụng vì cảnh sát giao thông sẽ kiểm soát, tra cứu trên hệ thống. Hà Giang thiệt hại hơn 8,5 tỷ đồng sau mưa lớn. Đêm mùng 2 đến sáng ngày mùng 3 tháng 7, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn gây thiệt hại về tài sản của người dân. Theo ước tính sơ bộ, toàn tỉnh Hà Giang chịu tổng thiệt hại lên đến hơn 8,5 tỷ đồng. Trong đó, những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê và Hoàng Su Phì. Cụ thể, 23 nhà ở tại huyện Hoàng Su Phì, Vị Xuyên bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá và bị ngập úng cục bộ. Toàn tỉnh có gần 400 hectare cây trồng bị ảnh hưởng, 18,1 hectare ao nuôi cá bị thiệt hại. Về giao thông, tại huyện Hoàng Su Phì có 51 vị trí trên các tuyến đường bị sạt lở với khối lượng đất đá gần 6.200 mét khối. Nhiều tuyến đường tại thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên bị ngập úng cục bộ. Một số tuyến đường tỉnh lộ tại huyện Bắc Quang, Vị Xuyên bị sạt ta luy dương. Đường liên xã tại huyện Bắc Mê bị ngập úng, sạt lở với khối lượng đất đá ước khoảng 1.100 mét khối, gây ách tắc giao thông. Tại huyện Hoàng Su Phì, một công trình kè đường giao thông bị sạt, một công trình cầu tràn bị hư hỏng. Tại huyện Vị Xuyên, một cầu cứng và một công trình thủy lợi bị hư hại, một xưởng chè tại thị trấn nông trường Việt Lâm sạt ta luy dương. Trạm y tế xã Tân Thành, Bắc Quang bị đổ 15 mét tường bao. Các địa phương đang triển khai công tác ứng phó, khắc phục, rà soát và thống kê thiệt hại. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tại các địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục.